vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết lộ bí mật, cuộc đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, từ 48 tới 52 tuổi, trời thương ưu ái ban về đại lộc, phúc đức tiền quyển đổ về ầm ầm, phất lên sống cuộc đời giàu khỏe rực rỡ. Thưa quý vị, tuổi Đinh Tỵ 1977, nhiều người than phiền với tử vi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ, cày như trâu, như ngựa mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm không có lối thoát, từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời, mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội. Về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lỏng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền, nhìn bạn bè trang lứa ăn nên làm ra, còn mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được các tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy. Cuộc sống sung sướng như tiên, chỉ sau một đêm, nếu nghe hết lời luận giải này. Giới tiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Đinh Tỵ từ 48 đến 52 tuổi, tránh ba điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền, có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh biệt, chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Đinh Tỵ thời điểm này sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, tử vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình diễn biến cuộc đời của những người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, từ 48 đến 52 tuổi. Những may mắn, vận hạn trên từng phương diện, qua từng khoảng thời gian, cách xung cát thị hung, đón lành, tránh dữ, hóa giải vận đen, đón đầu may mắn dành riêng cho bạn. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe lá số tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, từ 48 đến 52 tuổi, được giới tử vi luận giải bao gồm hiểu về quá khứ, cá tính để biết tương lai của Đinh Tỵ, tổng quan cuộc đời người tuổi Đinh Tỵ trên các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Chi tiết vận trình của tuổi Đinh Tỵ theo luận giải, ngày sinh, tháng lịch âm, lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Đinh Tỵ. Đinh thuộc hành hỏa và Tỵ cũng vậy, do đó mà năng lượng hỏa kép càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho người tuổi Tỵ. Đinh Tỵ là những người năng động cả về thể chất và tâm trí. Lúc nào con giáp này cũng tỏ ra hăng hái hơn người khác, rắn lửa rất khôn ngoan, thông minh và yêu thích sự sáng tạo. Đôi lúc họ cũng thích khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới, những thử thách mới. Những người sinh năm 1977 rất dễ giao tiếp, họ sôi nổi và có phần ồn ào. Họ cũng không ngại ngần khi phải thể hiện quan điểm của bản thân và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình. Kiên trì không khoan nhượng là những tính cách thường thấy của người tuổi này. Họ nhiệt tình, gợi cảm nhưng lại đa nghi và thường hay ghen tuông. Rắn lửa thường hay thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương. Vì vậy, muốn trở thành người bạn đời của người Đinh Tỵ, bạn phải là người thận trọng và giàu lòng vị tha. Mạng tuổi Đinh Tỵ có cuộc đời trải qua nhiều sóng gió. Tuy nhiên, khi ở vào số tuổi trung bình thì bạn hưởng được một cuộc sống khá đầy đủ. Số phận phải nhờ đến gia tộc và người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp trong cuộc đời. Về phần danh phận, không lên cao mà vẫn nhẹ nhàng, yên ổn. Cuộc sống chỉ diễn tiến theo mức độ bình thường. Sự nghiệp của bạn được hoàn thành nhanh chóng. Tuy không có được số giàu sang, phú quý,
nhưng cuộc đời được hưởng nhiều sung sướng, vấn đề tiền bạc vẫn ở mức độ bình thường. Cuộc sống tuổi Đinh Tỵ cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng khi vừa ở vào số tuổi trung bình thì hưởng được một cuộc sống khá đầy đủ. Số phải nhờ đến gia tộc, người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp và cơ nghiệp trong cuộc đời. Về danh phận không lên cao mà vẫn âm thầm kín đáo. Cuộc sống không có những sôi động, hấp dẫn và chỉ diễn tiến theo mức độ bình thường. Tóm lại, tuổi Đinh Tỵ tuy qua nhiều sóng gió từ lúc nhỏ, nhưng khi qua tuổi 30 thì Đinh Tỵ vững vàng việc làm ăn và mức sống ở trong mức độ bình thường. Từ 41 đến 50 tuổi, vận trình dần ổn định, công việc và tài chính đều có những bước tiến mới, con cái trưởng thành, ngoan ngoãn. Từ 51 đến 60 tuổi, ảnh hưởng tuổi già bên con cháu, sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, nhiều tài lộc. Trong lĩnh vực tài chính, tuổi Đinh Tỵ thường biết cách quản lý và đầu tư tiền bạc một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, tính keo kiệt và cẩn trọng đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội hoặc gặp rủi ro không đáng có. Lời khuyên cho họ là bạn cách chia sẻ và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Việc này sẽ giúp họ tận dụng tốt các cơ hội mà vẫn đảm bảo an toàn tài chính, gia đạo yên ổn, sự nghiệp thì hoàn thành mau lẹ. Tuy không được giàu sang, phú quý, nhưng cuộc đời được nhiều sung sướng, tiền bạc vẫn ở trong mức độ bình thường vào gia đều đặn, không bao giờ thiếu hụt hay dư giả nhiều. Đó là mạng số của bạn về sự nghiệp, tiền tài như vậy. Về mặt sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ thường có sức khỏe tốt, nhưng đôi khi lười vận động và có thể gặp vấn đề do stress. Lời khuyên cho họ là tập luyện thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Đồng thời, họ cũng cần học cách giải tỏa stress để bảo vệ sức khỏe của mình. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của bạn, có thể hợp tác làm ăn hùng hạp, kết duyên đều có lợi. Đó là các tuổi Canh Thân, Nhâm Tuất, Bính Thìn. Những tuổi này rất hợp với tuổi Đinh Tỵ trong mọi lĩnh vực cuộc đời. Những tuổi đại kỵ trong tuổi này là những tuổi đại kỵ nhất trong cuộc đời bạn, như Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần, Nhâm Tý. Kết duyên hay làm ăn với những tuổi này, bạn sẽ bị tuyệt mạng hay sanh ra cảnh biệt ly nhau giữa cuộc đời, bất cứ sanh vào tháng nào. Khi gặp tuổi đại kỵ trong gia đình hay trong bạn bè, nhớ phải coi sau mình mà cúng giải hạn hàng năm thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, những năm mà bạn ở vào số tuổi 24,33 và 45 tuổi là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời bạn. Việc làm ăn hay mọi việc đều không thành công. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Đinh Tỵ hợp vào những giờ lẻ, tháng chẵn và ngày lẻ. Nếu xuất hành vào những ngày giờ và tháng như trên trong suốt cuộc đời, thì không bao giờ mang thất bại. Những người sinh năm 1977 hợp màu gì? Màu tương sinh. Sự lựa chọn thích hợp và tối ưu nhất cho những người tuổi Đinh Tỵ là những màu thuộc hành thổ như vàng, vàng nâu, nâu đất. Bởi đó là những màu bản mệnh, khi sử dụng sẽ mang lại vận may vào sự thịnh vượng. Bên cạnh đó, đừng quên dành sự quan tâm cho những màu tương sinh như đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành hỏa, hỏa sinh thổ. Màu tương khắc, những chú rắn sinh năm 1977 trớ nên sử dụng những đồ đạc, vật dụng có những gam màu như xanh lục, xanh lá nhé, bởi đó là những màu thuộc hành mộc mà mộc khắc thổ, nếu sử dụng sẽ đem lại điềm xấu và những điều không may mắn. Những người tuổi Đinh Tỵ hợp với những tuổi gì? Nam mệnh Đinh Tỵ, trong làm ăn hợp Canh Thân, Nhâm Tuất, Bính Thìn. Lựa chọn vợ chồng, Canh Thân, Bính Thìn. Tuổi Kỵ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần, Nhâm Tý. Nữ mệnh Đinh Tỵ trong làm ăn hợp, Nhâm Tuất, Canh Thân, Bính Thìn. Lựa chọn vợ chồng, Nhâm Tuất, Bính Thìn, Canh Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Thân. Tuổi Kỵ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý. Những người tuổi Đinh Tỵ hợp với hướng nào? Nam mệnh Đinh Tỵ, hướng hợp Đông Bắc, Sinh Khí, Tây Bắc, Phúc Đức, Tây, Thiên Y, Tây Nam, Phục Vị. Hướng không hợp Bắc, Tuyệt Mệnh, Đông Nam,
ngũ quỷ, đông, họa hại, nam, lục sắc. Nữ mệnh đinh tỵ, hướng hợp, đông nam, sinh khí, nam, phúc đức, đông, thiên y, bắc, phục vị. Hướng không hợp, tây nam, tuyệt mệnh, đông bắc, ngũ quỷ, tây, họa hại, tây bắc, lục sát. Những tuổi đại kỵ, trong tuổi mậu ngọ, giáp tý, bính dần, canh ngọ, giáp dần, nhâm tý, là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời bạn. Việc kết duyên hoặc làm ăn với những tuổi này bạn sẽ bị tuyệt mạng hay phải biệt ly nhau giữa cuộc đời. Những người sinh năm 1977 hợp với số nào? Nam mệnh hợp 95, 2, 8. Nữ mệnh hợp 61, 7. Ý nghĩa của các con số theo phong thủy. Số 1 là con số của các vị thần, là con trai của có trời. Số 1 tượng trưng cho đỉnh cao tối thượng là sự độc nhất vô nhị. Số 2 là một cặp, một đôi, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Số 5 tượng trưng cho danh dự, quyền lực và sự trường thọ bất diệt. Số 5 là một con số tuyệt vời dùng trong việc bài trí phong thủy. Số 6 là số gấp đôi của số 3, mang điềm lành thuận lợi. 3 cộng 6 là 9, cùng nhau tạo thành nhóm 3 con số may mắn. Số 7 tượng trưng cho sức mạnh có khả năng đẩy lùi ma quỷ theo phong thủy. Nếu bài trí 7 món đồ vật thì sẽ được ban cho một sức mạnh huyền bí và bất khả xâm phạm. Số 8, 8 điều bất tử ở trong đạo lão và bát chánh trong Phật giáo, có thể ngăn chặn được những ảnh hưởng xấu trước khi chúng xâm nhập vào nhà. Số 9 là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. Theo tiếng Hán Việt, số 9 đồng âm với từ trường thọ và may mắn. Quý vị đang theo dõi video với nội dung tiết lộ bí mật, cuộc đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, từ 48 tới 52 tuổi, trời thương ưu ái ban về đại lộc, phúc đức tiền quyển đổ về ầm ầm, phất lên sống cuộc đời giàu khỏe rực rỡ. Tiếp theo là vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ theo tháng sinh âm lịch. Tháng Giêng, mùa xuân phơi phới sức sống, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang trong mình khí chất hừng hực, đầy tham vọng và mơ ước cao xa. Họ không ngại thử thách, dốc hết sức mình để đạt được mục tiêu. Tuy cuộc sống không trải qua quá nhiều gian khổ, nhưng cũng không có nhiều may mắn mỉm cười. Bù lại, họ sở hữu tính cách vui vẻ hoạt bát, dễ dàng thu hút thiện cảm từ mọi người. Tuy nhiên, dương khí vượng trong họ đôi khi khiến họ trở nên kiêu ngạo, tự tin thái quá, dẫn đến khó khăn trong việc nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Mặc dù có tài năng và ý chí, nhưng thiếu đi cơ hội, họ gặp nhiều trắc trở trong việc phát triển bản thân. Để thay đổi vận mệnh, họ cần học cách kiên nhẫn nhìn nhận thực tế và từng bước tiến lên, không nên đặt ra những mục tiêu quá xa vời. Tháng 2, vào tiết kinh trập, vạn vật bắt đầu bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài, nhưng vẫn còn mang chút mơ hồ, e dè. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang tâm trạng tương tự. Họ thiếu đi sự quyết đoán, không có ý chí tự lập, gặp khó khăn thường dễ dàng nản lòng. Cuộc sống của họ gặp nhiều trắc trở, phiền muộn. Tuy mang trong mình tài năng về thơ ca nghệ thuật, nhưng họ lại không tìm được cơ hội để phát huy. Tính cách trầm lặng, thích yên tĩnh khiến họ dần trở nên bất mãn với cuộc sống, thiếu đi động lực để phấn đấu. Do đó, họ khó có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Tháng 3 mét vào tiết thanh minh, khi cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang trong mình sức sống mãnh liệt và trí tuệ sáng ngời. Họ thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa và thiên lương. Tuy cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đại phú, đại quý, nhưng họ luôn được quý nhân phù trợ và có cuộc sống an nhàn, sung túc. Họ là những người tài đức song toàn, sở hữu nhiều tài năng xuất chúng, được nhiều người ngưỡng mộ, luôn nung nấu trong mình những tham vọng và lý tưởng cao đẹp. Họ không ngừng học hỏi và phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân luôn bên cạnh hỗ trợ, họ vẫn có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp thành công nhờ vào tài năng và bản lĩnh của bản thân. Tháng 4, vào tiết lập hạ, khi mùa hè bắt đầu, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình khí chất mạnh mẽ và quyết đoán,
Họ là những người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, luôn đề cao tinh thần nghĩa hiệp và sở hữu trí tuệ thông minh. Con đường học vấn và sự nghiệp của họ luôn khiến nhiều người ao ước. Họ sở hữu tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như không có gì là họ không thể làm được, chỉ cần họ thực sự muốn. Khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén và nhanh nhẹn giúp họ nắm bắt vấn đề một cách hiệu quả, cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân. Họ có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội trong cuộc sống. Tháng 5, vào tiết mang trùng, khi hạt giống được gieo xuống và nảy mầm. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang trong mình sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường. Họ là những người có dũng khí, mưu lược và tài thao lược. Nhờ đầu óc lanh lợi, thông minh và khả năng quan sát tinh tế, họ có thể nắm bắt thời cơ, biến nguy thành an và đạt được thành công trong mọi việc. Với bản tính kiên định, không ngại khó khăn, người tuổi Tỵ sinh tháng 5 có thể vượt qua mọi gian nan, thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Ra đạo họ thường hưng vượng, gặp nhiều may mắn, cuộc sống bình an và hưởng phúc lộc lâu dài. Họ cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong nhiều khía cạnh của cuộc sống nhờ sự nhanh nhạy, tinh tế và khả năng tận dụng lợi thế của bản thân. Họ gặt hái được nhiều thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông rộng mở. Tháng 6, vào tiết Tiểu Thử, khi những mầm non bắt đầu lớn mạnh, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình sự trưởng thành và lòng từ tâm. Họ chân thành đối đãi với mọi người, được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý và danh lợi song toàn. Họ sở hữu quý tướng, được nhiều người yêu mến và chào đón. Thời trẻ, họ học hành suôn sẻ, thông minh hơn người, cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp. Vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu, với ý chí kiên cường, dám nghĩ, dám làm và tố chất lãnh đạo. Người tuổi Tỵ sinh tháng 6 có thể thành công trong cả con đường quan lộ và kinh doanh. Họ gặt hái được nhiều thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội cao. Tháng 7, vào tiết Lập Thu, khi mùa thu bắt đầu, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình khí chất thanh tao, ôn hòa và nhã nhặn. Họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người tuổi Tỵ có số mệnh tốt đẹp, có thể tự mình tạo dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Họ là những người thân thiện, cởi mở, đối xử chân thành với mọi người, nên có mối quan hệ xã hội rộng khắp. Nhờ tài năng xuất chúng và sự chăm chỉ, họ dễ dàng đạt được thành công trong mọi việc. Họ cũng có khả năng kinh doanh bẩm sinh. Nếu theo nghiệp buôn bán, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc dồi dào. Tháng 8, vào tiết Bạch Lộ, khi những hạt sương long lanh động trên lá, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình sự vui vẻ, nhiệt tình và tinh thần lạc quan. Họ thích giúp đỡ mọi người, trân trọng tình bạn và có mối quan hệ rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lương thiện, chân thành và có tài năng, nên con đường sự nghiệp của họ khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, cộng thêm khả năng của bản thân. Họ có thể thăng tiến nhanh chóng, nhờ tài năng, đức độ và tích đức hành thiện. Người tuổi Tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả trong đời. Họ được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý trường cửu. Nhờ tính cách hòa đồng, họ có nhiều bạn bè ở khắp nơi và được mọi người yêu mến. Tháng 9, vào tiết Hàn Lộ, khi những giọt sương long lanh động trên lá, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình sự bình an và thanh thản. Họ là những người ôn hòa, luôn hướng đến sự dung hòa và không thích làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Họ luôn tâm niệm là một sự nhịn là chính sự lành và thường chọn cách giải quyết mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Tuy là người học rộng, biết nhiều và thông minh cơ trí, những người tuổi Tỵ sinh tháng này không dễ dàng có được thành công nhanh chóng. Họ cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu của bản thân. Đường đời không tránh khỏi những lúc gặp phải khó khăn, thử thách, nhưng với lòng kiên trì và bền chí, họ có thể vượt qua mọi chướng ngại vật và gặt hái thành công. Tháng 10, vào tiết Lập Đông, khi mùa đông bắt đầu,
Người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình tâm hồn thanh cao và lòng nhân ái. Họ sống giản dị, không vướng bận bởi những toan tính, bon chen của cuộc sống. Với họ, giúp đỡ mọi người là một niềm vui và là lẽ sống. Họ có nhiều bạn bè ở khắp nơi, được mọi người yêu mến và quý trọng. Là người có ý chí, lý tưởng, tài năng và đức độ, nhưng con đường thành công của họ không hề dễ dàng. Họ sẵn sàng chịu khổ, chịu nhục để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu có được cơ hội thuận lợi, họ có thể gặt hái được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được những thành công vang dội, họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tháng 11, vào tuyết đại tuyết, khi tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này có thể gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ thường gặp phải những tình huống tiến thoái, lưỡng nan, mưu sự khó thành, thậm chí gặp khó khăn về tài chính. Cuộc sống của họ có thể thiếu thốn, không được đủ đầy như mong muốn, sinh ra không gặp thời. Tuổi trẻ của họ thường phải chịu nhiều khổ cực, vất vả. Phải đến những năm tháng cuối đời, họ mới có thể gặp được nhiều may mắn hơn. Tuy là người có tài năng và tinh thần trách nhiệm cao, họ ghét chuyện bất bình và có tính tình nóng nảy. Điều này khiến họ dễ đắc tội với người khác và làm mất lòng họ. Do đó, người tuổi Tỵ sinh tháng 11 âm lịch nên cân nhắc đi xa lập nghiệp để có cơ hội thành công cao hơn. Tháng 12, vào tiết Tiểu Hàn, khi trời giá buốt và khắc nghiệt nhất, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng có thể gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Họ thường xuyên gặp phải những chuyện rắc rối, phiền muộn, khiến họ khổ tâm không dứt. Tuy có các tinh cao chiếu mệnh, nhưng họ cũng khó lòng có được cuộc sống vạn sự như ý. Nhờ tính cách khoan dung, độ lượng, phóng khoáng và biết nghĩ cho người khác, họ có thể dần dần vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Dù tiền vẫn vất vả và khó thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Sự nghiệp của họ dần khởi sắc, có nhiều cơ hội phát triển và dễ dàng gặt hái thành công hơn. Tiếp theo là lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Đinh Tỵ. 1. Về tính cách, nên rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh. Tuổi Đinh Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, nhưng đôi khi lại thiếu tự tin, hay lo lắng. Do đó, cần rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh để có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nắm bắt cơ hội trong cuộc sống, hạn chế sự nhạy cảm, đa nghi. Tuổi Đinh Tỵ có xu hướng nhạy cảm, dễ tổn thương và hay suy nghĩ. Cần hạn chế những cảm xúc tiêu cực này để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ, cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần lạc quan. Tuổi Đinh Tỵ thường hay lo âu, suy nghĩ nhiều, cần học cách cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần lạc quan để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. 2. Về công việc, nắm bắt cơ hội, phát huy năng lực. Tuổi Đinh Tỵ có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, nên chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy năng lực để đạt được thành công trong công việc. Kiên trì, không nản lòng. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Đinh Tỵ có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, cần kiên trì, không nản lòng để vượt qua những chướng ngại vật và đạt được mục tiêu đề ra. Học hỏi, trau dồi kiến thức, nên thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực bản thân và thích nghi với môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh. 3. Về tài chính, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tuổi Đinh Tỵ có xu hướng tiêu xài hoang phí, nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để quản lý tài chính hiệu quả và tránh rơi vào tình trạng thiếu thốn. Tìm kiếm cơ hội đầu tư, có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư để gia tăng tài sản. Tuy nhiên, cần cẩn thận, tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư để tránh rủi ro, tích lũy cho tương lai. Nên dành một phần thu nhập để tiết kiệm, tích lũy cho tương lai. 4. Về tình duyên, chủ động trong việc tìm kiếm tình yêu. Tuổi Đinh Tỵ thường e dè, ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm, cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu để có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Tôn trọng và thấu hiểu đối phương, khi đã có người yêu hoặc kết hôn, cần tôn trọng và thấu hiểu đối phương để xây dựng mối quan hệ bền vững, giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh. Trong tình yêu và hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi,
cần giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh và văn minh để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ. 5. Về sức khỏe, chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Tuổi Đinh Tỵ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất để đảm bảo sức khỏe. Tập thể dục thường xuyên, nên dành thời gian tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng. Tránh thức khuya, sử dụng chất kích thích để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, tuổi Đinh Tỵ có thể thường xuyên đi lễ chùa, cầu bình an, may mắn. Việc đi lễ chùa sẽ giúp tuổi Đinh Tỵ có được sự thanh thản trong tâm hồn và cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình. Tuân theo phong thủy trong việc chọn nhà, chọn hướng, bài trí đồ đạc sẽ giúp tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, ở phần cuối của chương trình là chuyên mục cảm ngộ nhân sinh. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Có câu nói, cha mẹ giàu, con thông thả, cha mẹ nghèo còn vất vả, gian nan. Cũng vì lý do này mà nhiều bậc cha mẹ chấp nhận hy sinh thanh xuân của mình để kiếm tiền, mong đổi cho con cái một cuộc sống sung túc. Thế nhưng đâu phải giàu có là điều kiện quyết định hạnh phúc của một gia đình. Đến tuổi trung niên, khi đã trải qua nhiều va chạm, cha mẹ mới nhận ra rằng nỗi đau đớn lớn nhất của họ không phải là không kiếm được nhiều tiền, mà là bốn điều dưới đây. Thứ nhất, thiên vị con cái khi lớn lên, chúng vì tranh giành tình cảm và lợi ích mà xâu xé lẫn nhau, sự tự dặn lòng và yêu thương các con như nhau. Nhưng trong tâm thức, trái tim của cha mẹ vẫn có chỗ dành cho đứa con này nhiều hơn, đứa con kia ít hơn. Con trẻ rất nhạy cảm, chúng nhận thấy rõ sự phân biệt, nhưng vì tuổi còn nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là một chút cảm giác thiếu an toàn, và vì phải phụ thuộc vào cha mẹ, chúng sẽ mặc nhiên chấp nhận. Đến tuổi trung niên, cha mẹ mới biết đau đớn lớn nhất của gia đình không phải là thiếu tiền. Tuy nhiên, sống trong sự thiên vị của cha mẹ, đứa trẻ được cha mẹ yêu thương hơn thường sinh ra tâm tự mãn. Đi theo đó, đứa trẻ ít nhận được tình yêu thương hơn, lại sinh ra tâm oán, tự giận, tự ti. Đến khi trưởng thành, những đứa trẻ đã thành thục thói đố kỵ. So sánh hơn, thù chúng sẽ ngấm ngầm hoặc công khai cạnh tranh với nhau, chỉ trích lẫn nhau. Khi cha mẹ đến tuổi trung niên, bất kể là đứa nào thành công hơn đứa nào quậy phá hơn đứa nào, thì đều là bi kịch của người làm cha, làm mẹ. Từ nhỏ, anh em trong nhà đã không yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đến lúc trưởng thành, vì lợi ích riêng, chúng lao vào cắn xé lẫn nhau. Chúng cũng chẳng kiêng nể gì mà trách cứ, khiến cha mẹ biết thiên vị chúng như thế nào trong gia đình. Mâu thuẫn xảy ra, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, và đỉnh điểm là tranh giành quyền thừa kế, phải đùm đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Người làm cha mẹ còn điều gì đau lòng hơn như thế? Thứ hai, số con sống dựa vào danh tiếng của cha mẹ và xã hội, đi đến đâu cũng gây rắc rối. Người xưa có câu, xà trên không thẳng, xà dưới cong, cha mẹ không làm gương, khó trách con hư hỏng. Có những người lớn lên, hãy gặp chuyện là mở miệng xưng oai, biết bố tao là A không, biết ông cậu con nhà bà dì tao là ai không, ngay cả khi gia đình họ không thuộc hàng gia thế hiển hách, họ cũng khoe. Thậm chí còn huynh hoang khi có bố hay anh em trong nhà là tay trần xã hội đen hay là ông này bà kia. Khi giao tiếp xã hội, họ sẽ mang danh tiếng gia đình ra oai với thiên hạ. Những người này chính là sản phẩm của những người cha mẹ đã xúi con mình sống dựa hơi vào gia đình. Việc con cháu chúng ta ra ngoài, người ta vẫn chỉ chỏ, nó là con ông A không nên động vào đâu. Không phải là điều đáng tự hào như lầm tưởng của nhiều cha mẹ. Đó là biểu hiện của sự ám ảnh rằng người khác phải kính nể gia đình mình. Điều này không có gì hay ho, cũng không mang đến lợi ích tốt đẹp gì cả. Theo năm tháng, các mối quan hệ của trẻ dần bị thu hẹp. Chúng không có cơ hội được tiếp cận với con cái nhà tử tế. Từ đó chúng dễ bị bạn bè xấu dụ dỗ, đi vào con đường tội lỗi, gây rắc rối cho chính mình và rước họa về cho cha mẹ. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung tiết lộ bí mật cuộc đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977,
từ 48 tới 52 tuổi, trời thương ưu ái ban về đại lộc, phúc đức tiền quyển đổ về ầm ầm, phất lên sống cuộc đời giàu khỏe rực rỡ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.